Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông nam liên tục dồn mây ẩm từ biển vào đất liền, kết hợp với vùng hội tụ gió, nhiều khu vực xảy ra hiện tượng sương mù dày đặc vào sáng sớm. Đến trưa chiều, miền Bắc trời hứng nắng, nhiệt độ cũng tăng lên từ 1 đến 2 độ tùy từng khu vực. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, mức nhiệt hầu khắp Bắc Bộ đều tăng lên từ chỉ còn rất nhẹ sang ngày mai trời tiếp tục chuyển nắng, nhiệt độ trong ngày vì thế cũng tiếp tục tăng cao. Các tỉnh thành khu vực ven biển ở phía đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội với nhiệt độ ngày từ 24 đến 26 độ. Với khu vực phía tây Bắc Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ có nơi trên 30 độ. Dự báo đến cuối tuần này sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới cực mạnh tiếp tục dồn xuống nước ta. Tình trạng rét buốt có thể quay trở lại, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm từ 4 đến 8 độ tùy từng khu vực. Mưa vừa mưa to cũng có thể xảy ra trên diện rộng. Lưu xuống khu vực miền Trung, bạn thấy nhiều mây cũng xuất hiện trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, làm cho vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Bình nhiều mây, nên đến trưa chiều toàn miền Trung đồng loạt có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế dao động ở mức từ 24 đến 27 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời cũng có nắng sớm, không mưa, nên nhiệt độ ngày cao từ 28 đến 31 độ, riêng phía Nam từ 30 đến 33 độ. Lưu xuống phía Nam là cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, đêm chỉ có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời cũng có nắng sớm với cường độ nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nắng nóng xảy ra cục bộ ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Còn tất cả các vùng biển còn lại trên cả nước đều không mưa, thời tiết tốt thuận tiện cho bà con ngư dân ra khơi bám biển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.